đánh thì đừng đánh vào mặt. Diễm này, cái sưng này tôi sẽ nhận, bởi vì tôi cũng có khá nhiều rồi, có thêm một cái nữa chả vấn đề gì cả. Nhưng tôi hy vọng rằng chiều nay tôi đi làm về, tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cô trong nhà tôi nữa. Chị tưởng chú đi công tác với anh Thái mà. Sắp có dự án lớn, em ở nhà chuẩn bị hồ sơ để đấu thầu. Thế là anh Thái đi một mình à? Kiểu này tiếp khách uống rượu rồi bệnh dạ dày lại tái phát mất. Chị yên tâm, lần này có cô Trà đi cùng rồi. Cô này uống rượu kinh lắm, mấy cậu thanh niên ở công ty em không cậu nào uống lại được. Chú nói cô Trà mới về công ty á? Vâng. Chỉ hai người họ đi với nhau à? Dạ vâng. Ui giời, tốt mà chị. Cô ấy là người kéo dự án vào cho công ty, thế nên là phải đi cùng sếp để giao lưu kết hợp với cả đối tác nữa chứ ạ. Nói chung tình cảm cũng khó nói lắm, em cũng chẳng biết mình như thế nào nữa. Anh ta thì sao? Anh ta có thích em không? Chắc không. Anh ấy có gia đình rồi. Hả? Em có bị điên không đấy? Bao nhiêu người đàn ông tốt thì em không yêu, em định đi lựa chọn một người đàn ông đã có gia đình. Em có biết là người ta phỉ nhổ vào con giáp thứ 13 thế nào không? Chẳng sao cả, em thấy vẫn ổn. Với lại em có nói cho anh ấy biết là em yêu thầm anh ấy đâu, như vậy cũng không tính là người thứ ba được.